Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi trả lời cho một bạn đọc của chương trình. Trong cái câu trả lời có 3 câu hỏi. Tuy nhiên tôi vẫn đặt cái video có tên là cơ sở nào để định giá tài sản tranh chấp. Thì thứ nhất là tôi sẽ đi về vấn đề là trả lời câu hỏi bạn đọc trước. Bạn hỏi như thế này: cơ sở nào để định giá bao nhiêu tiền? Thứ hai, tức là mức nạp tỷ lệ. Thứ ba là khi thắng kiện thì bên thua có phải chịu hoàn tiền ăn phí. Thực ra thì vấn đề này là một cái vấn đề mà cho tất cả những người đi khởi kiện ở tòa án. Và trong ba câu hỏi này thì tôi trả lời vắn tắt từng câu hỏi cho bạn. Và tôi sẽ đi vấn đề đầu tiên, đó là cơ sở nào để định giá tài sản bao nhiêu tiền. Bạn biết sao không? Bạn phải nói cho tôi là vụ tranh chấp là cái gì. Thì tạm thời là tôi cho rằng là nếu trong trường hợp cái đối tượng bạn tranh chấp là một cái quyền sử dụng đất, thì giá thị trường của quyền sử dụng đất đó là 1 tỷ. Thì bạn lấy cái cơ sở đó bạn đóng án phí thôi. Còn nếu như trong trường hợp mình đang tranh chấp một cái hợp đồng đặt cọc, mình đặt cọc với số tiền là 100 triệu mà mình đã đặt cọc mà bên mua không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì mình phạt cọc. Trong trường hợp này thì mình lấy đúng cái số tiền là 100 triệu. Cơ sở đó bạn, cơ sở để định giá tài sản là bao nhiêu tiền. Còn nếu như trong trường hợp bạn khởi kiện để chia thừa kế quyền sử dụng đất, đất đai tài sản ba mẹ để lại 15 tỷ, mình có 3 đứa con, ba mẹ có 3 đứa con, bạn là một trong 3 người con, thì bạn khởi kiện, bạn lấy cái giá thị trường chia ra làm 3, một suất thừa kế là bao nhiêu, và bạn đóng tiền tạm ứng án phí. Cơ sở đó nha bạn. Nếu trong trường hợp những cái vụ kiện không có giá ngập như là khiếu kiện quyết định hành chánh, khiếu kiện quyết định thu hồi đất, khiếu kiện hủy giấy, khiếu kiện về vấn đề là gọi là buộc thôi việc, những cái khiếu kiện hành chánh đó thì chúng ta cũng chỉ đóng 300 ngàn thôi. Hoặc là khiếu kiện vụ án ly hôn thì chúng ta đóng 300 ngàn bạn nhé. Cho nên bạn bảo là cái cơ sở nào để định giá tài sản bao nhiêu tiền, thì tôi cho rằng là cái đối tượng mà mình tranh chấp, tức là cái mình tranh chấp cái gì. Mình yêu cầu tòa khởi kiện ly hôn thì mình đóng 300 ngàn. Mình yêu cầu tòa hủy cái quyết định hành chánh, mình đóng 300 ngàn. Còn lại những cái giá trị tài sản đặt cọc thì mình muốn là tòa yêu cầu tòa cái gì thì mình sẽ đóng tiền trên số tiền đó. Một cái câu hỏi thứ hai, bạn nói rằng là lấy cơ sở nào. Thì thưa bạn, cho đến thời điểm 2019 thì chúng ta sẽ đánh ở trên Google, search một cái thông tin gọi là nghị quyết 326 ngày 30 tháng 12 năm 2016. Thì bạn sẽ coi, ví dụ như mình nằm ở cái khung nào, cái khung là 400 triệu, cái khung 1 tỷ, cái khung 5 tỷ, cái khung 10 tỷ, thì bạn sẽ tính. Nếu như trong trường hợp bạn không tính được thì chúng ta cũng sẽ có thể là luật sư ơi, bây giờ em có cái số tiền là 3 tỷ khởi kiện ở tòa án thì chị tính giúp giùm em, thì tôi sẽ giúp. Chứ còn bây giờ một cái câu hỏi mang một cái tính chất rất là bao quát thì khó mà tôi có thể trả lời cho bạn. Hy vọng rằng là thông qua cái video này và những người đang xem video này thì chúng ta sẽ hiểu được rằng nếu trong trường hợp cái gì chúng ta tranh chấp thì chúng ta định giá ước lượng nó ra là bao nhiêu tiền theo giá thị trường và chúng ta đóng tiền tạm ứng án phí. Mức nạp tỷ lệ thì hồi nãy tôi có nói rồi ha. Nếu như trong trường hợp chúng ta khởi kiện với giá trị tài sản là 300 triệu thì chúng ta sẽ coi vào cái quy định của pháp luật là 300 triệu thì là bao nhiêu tiền. Thì theo quy định của pháp luật 300 triệu là 5%, thì mình chỉ đóng tạm ứng án phí là 2,5%, thì mình chia đôi nó sẽ ra con số. Mức nạp theo cái tỷ lệ thì chúng ta sẽ search lên trên gọi là án phí dân sự của tòa án, hoặc là chúng ta sử dụng đúng cái tên luôn, đó là nghị quyết 326 ngày của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30 tháng 12 năm 2016. Các bạn sẽ tua đi tua lại để mà chúng ta nắm được cái nghị quyết 326 về đóng án phí.
Khi thắng kiện thì bên thua có phải chịu hoàn tiền án phí hay không? Thực ra đây cũng là một cái câu hỏi rất là chung chung. Thì như thế này bạn ạ, tôi chỉ nói với bạn rằng là không biết cái vụ kiện của bạn là vụ kiện gì. Tuy nhiên rằng là tôi sẽ đưa ra 4 cái ví dụ để bạn hiểu nha. Nếu trong trường hợp bạn ly hôn thì chúng ta đơn giản thôi, đóng có 300.000. Thì một số quan điểm thì chồng đã đóng tiền án phí rồi thì vợ không đóng nữa, tức là 300.000. Còn nếu như trong trường hợp quan điểm thứ hai là hoàn trả lại cho người chồng là 150, còn vợ thì phải đóng thêm 150. Thì tôi cho cái việc này nó cũng đơn giản thôi. Tòa sẽ có những cái công bằng chung nhất. Cái ví dụ thứ hai tôi muốn đưa đến cho quý vị và các bạn, rồi cũng là bạn, nếu chúng ta tranh chấp trong cái vụ thừa kế quyền sử dụng đất, chúng ta được thừa kế thì chúng ta sẽ được tính án phí trên số tiền thừa kế. Ví dụ như hôm nay gia đình tôi có tổng cộng là 5 anh chị em, mỗi người được tòa phán quyết cái giá trị tài sản sau khi thẩm định giá mỗi người được 2 tỷ đồng. Thì tôi phải đóng tôi đóng án phí trên 2 tỷ đồng đó bạn nhé. Mỗi một người anh chị em tôi được phải đóng nghĩa vụ mà phải đóng án phí trên 2 tỷ đồng đó. Còn bao nhiêu thì tòa đã tính rồi, mình không cần tính đâu. Thực ra thì tôi rất là ít khi để mà tính án phí cho quý vị và các bạn, vì tôi nghĩ rằng khi mình khởi kiện ở tòa với một cái giá trị tài sản tranh chấp lớn mà mình phải có nghĩa vụ mà đóng cái thực hiện cái nghĩa vụ thuế thì nó thật ra nó cũng không nhiều, cho nên tôi ít khi nào đề cập. Tuy nhiên thì hôm nay đầu năm, câu hỏi của bạn tôi cũng muốn cho tất cả quý vị và các bạn đều hiểu. Trường hợp thứ hai tôi đưa đó là chia tài sản chung vợ chồng. Thì nếu hai vợ chồng có tổng tài sản được chia 1 tỷ đồng và được chia mỗi người là 500 triệu thì mỗi người phải đóng án phí trên cái giá ngạch đó bạn nhé. Tiền của mình làm ra đó, đưa tòa chia, tòa tính trên giá ngạch mỗi người 500.000, 500 triệu. Thì 500 triệu là bao nhiêu thì bạn sẽ tự tính. Còn nếu như trong trường hợp chia tài sản chung vợ chồng, cái giá trị tài sản như một số đại gia đó họ có vài chục tỷ thì họ phải đóng trên vài chục tỷ đó bạn nhé. Cái ví dụ thứ tư tôi đưa cho quý vị và các bạn đó là tranh chấp hợp đồng vay tiền. Ông A ông bảo ông khởi kiện ở tòa, ông nói ông cho ông B vay số tiền là 200 triệu. Tòa phán quyết trong trường hợp này nè, bạn đúng. Tòa buộc ông B phải có nghĩa vụ trả cho ông A 200 triệu, đồng thời ông B phải có nghĩa vụ đóng tiền tạm ứng án phí. Trong trường hợp này theo thuật ngữ dân gian, ai thua người đó phải đóng tiền bạn nhé. Rồi tiếp theo một cái thứ năm nữa, nói nhiều quá rồi đâm ra không nhớ gì hết. Hai bên tranh chấp một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay tranh chấp hợp đồng đặt cọc với số tiền là 300 triệu. Bên A đặt cọc cho bên B không tiếp tục thực hiện hợp đồng. Bên A, tòa án có phán quyết cho rằng lỗi là phía ở bên B và buộc bên B phải phạt cọc, đồng thời có cái số tiền án phí của tòa án, thì bên nào thua bên đó chịu. Thưa quý vị và các bạn, thông qua 5 cái ví dụ này tôi gửi đến cho quý vị và các bạn, hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu thêm từ những cái ví dụ thực tiễn của luật sư trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi có những cái gói hướng dẫn về ly hôn, có những cái gói hướng dẫn về chia tài sản chung vợ chồng, gói hướng dẫn về khởi kiện hủy giấy. Nếu quý vị và các bạn nào quan tâm thì chúng ta sẽ inbox và chúng ta có những cái mức phí nhỏ nhỏ, và tôi cho rằng cái mức phí này đó là trí tuệ của luật sư đem đến cho tất cả mọi người. Nếu quý vị và các bạn tự bơi thì nó rất khó. Còn nếu như trong trường hợp có những cái gói khởi kiện đó, chúng ta sẽ như có một luật sư bên cạnh hướng dẫn tư vấn, cầm tay chỉ việc để chúng ta khởi kiện ở tòa với cái mức vừa phải, phù hợp với tất cả các vùng miền
trên lãnh thổ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn.